Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Ngày 23 tháng 8, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đội, các đoàn thể thị xã, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, đã báo cáo sơ kết một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn thị xã. Theo đó, qua nghiên cứu, khảo sát thực tiễn công tác dân vận chính quyền ở các xã, phường, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành kế hoạch số 139 KHTU ngày 28 tháng 2 năm 2023 về triển khai xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2023, đồng thời chọn hai đơn vị xã Anh Sơn và phường Bình Minh để tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm của thị xã. Đến nay, qua một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, 31 trên 31 xã phường trên địa bàn thị xã đã triển khai xây dựng mô hình đảm bảo tiến độ, kế hoạch. Các xã phường đã thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà cho 785 trường hợp về chế độ chính sách cho người già yếu, người khó khăn đi lại trên địa bàn. Sau một năm triển khai thực hiện mô hình, mức hài lòng của người dân bình quân được nâng lên từ 94,6% đến 97,4%. Trong đó, một số xã, phường đạt 100% như Bình Minh, Anh Sơn, Nguyên Bình, Định Hải, Thanh Thủy, Hải Lĩnh, Hải Thượng, Ninh Hải, Hải Châu. Mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức xã, phường đạt từ 96,5% trở lên. Một số xã, phường đạt tỷ lệ cao 100% như Bình Minh, Anh Sơn, Hải Ninh, Cát Sơn, Hải Lĩnh. Ủy ban Nhân dân các xã, phường cũng đã thực hiện việc gửi các loại thư, thư xin lỗi, thư cảm ơn, thư chúc mừng, thư chia buồn đến người dân, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Trong đó, đã gửi 12 thư cảm ơn, 56 thư xin lỗi, 1.191 thư chúc mừng kết hôn, 2.242 thư chúc mừng khai sinh, 634 thư chia buồn. Các xã, phường đã tổ chức 56 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân theo quyết định số 2543 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung góp ý vào công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp liên quan đến đất đai, môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, chính sách an sinh xã hội, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường. Mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở xã, phường đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác dân vận chính quyền, góp phần tạo dựng, củng cố mối gắn kết chặt chẽ, sự tin cậy, đồng cảm, chia sẻ giữa chính quyền và nhân dân. Xây dựng bộ máy chính quyền thân thiện trong mắt người dân, trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, đồng thời đóng góp các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt mô hình trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, từ tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ mới để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại các xã, phường, tiến tới triển khai mô hình ở cấp thị xã, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận chính quyền và mô hình xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Trọng tâm là kết luận số 114
ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Chỉ thị số 33 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới. Kết luận số 862 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nâng cao chất lượng công tác dân vận ở xã phường thị trấn giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Các văn bản hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả đề án của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021-2025 gắn với việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới theo phương châm Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, mặt trận đoàn thể làm tham mưu nòng cốt, trong đó chú trọng lãnh đạo dân vận chính quyền làm khâu đột phá trong thực hiện công tác dân vận. Thứ hai là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền từ thị xã đến các xã phường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền. Hàng năm xây dựng kế hoạch lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề còn hạn chế tồn tại, những công việc còn tồn đọng, những lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện. Người đứng đầu chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ theo quy định, tiếp xúc đối thoại trực tiếp hàng tháng với tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, định kỳ tập thể lãnh đạo người đứng đầu chính quyền làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội để nắm tình hình nhân dân, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, góp ý của nhân dân về công tác quản lý nhà nước, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ công chức để có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh và khắc phục kịp thời. Và theo đó thì tôi xin được đề nghị là chúng ta phải lựa chọn những vấn đề trọng tâm trọng điểm như là đẩy mạnh công tác dân vận trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, rồi là công tác quản lý về đất đai, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi là về công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, rồi công tác vệ sinh môi trường, công tác an toàn thực phẩm, rồi xử lý tình trạng nuôi trồng tự phát, thủy sản tự phát, và về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Thứ ba là tăng cường thực hiện kỷ cương kỷ luật hành chính, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hiện rà soát công khai minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Thứ tư là đề nghị với cấp chính quyền từ thị xã đến cơ sở, các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành rà soát để xây dựng các quy chế quy định trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phổ biến rộng rãi, công khai minh bạch các quy định trong quản lý đất đai, về tài chính ngân sách, về đầu tư xây dựng cơ bản, về công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, các khoản thu chi đóng góp của người dân và quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh ở cơ sở, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế phát triển. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình,
điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tham mưu trong quản lý nhà nước, đảm bảo tính bao quát trên các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc tồn đọng, kéo dài, tiềm ẩn gây kiến nghị, khiếu nại của người dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả 5 biết, 3 không, 4 thể hiện, để tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền và mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên địa bàn thị xã, tạo niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền. Chiều ngày 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Trúc Lâm phối hợp với Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể phường Trúc Lâm và Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn phường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị thị xã, Công an phường Trúc Lâm phổ biến những điểm mới, nội dung cơ bản về luật đất đai năm 2024, luật nhà ở sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và luật căn cước. Nội dung các luật có ý nghĩa quan trọng liên quan đến các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đời sống nhân dân, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo dỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường cải cách hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội. Các luật trên có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, địa phương trong giai đoạn mới. Thông qua hội nghị, nhằm triển khai kịp thời, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, góp phần đảm bảo pháp luật được thực hiện nhất quán, nghiêm minh, hiệu quả. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.